Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở kênh của mình, của Tuấn Đức. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và tin tưởng. Đấy, bên mình hiện tại thì đang đóng hàng cho mọi người nhá, anh em nhá. Hiện tại trời đang rất là khuya luôn. Đấy, các bạn. Đang rất là khuya luôn. Đó. Đấy, đang đóng hàng cho anh em nhá. Anh em hay hỏi mình là mua hàng bên mình như thế nào hoặc là kết nối ra sao thì các bạn vào cái trang Facebook của mình ấy, ở trên cái đầu đường link của mình ấy, mình cái trang của mình thì mình kết nối là mình để cái ghim cái bài ghim cái đường link trang fanpage của mình là Tuấn Đức ở trên đó, thì anh em có thì anh em vào cái trang đấy thì anh em inbox qua Facebook cho mình. Còn ngoài ra thì nhà mình sẽ không dùng bất kỳ một số điện thoại thứ ba nào cả ngoài hai số là 0978823083 và 0978823038. Hôm nay thì nói thật các bạn là full đồ luôn, nói là hôm nay bọn mình vừa làm này, vừa đóng đồ này, suốt từ sáng đến chiều mà vẫn chưa xong, thì hôm nay là quá nhiều đơn. Thì hôm qua chủ nhật mà hôm thứ bảy thì bên mình thì nhân viên đang nghỉ nên là mình không dồn đơn được, vì dồn đơn mất 2 ngày và đến bây giờ hơn 50 đơn. Còn về tổng tầm 70 đơn mà hôm nay mới chỉ gom được tầm khoảng đóng tầm này là gần 50 đơn thôi, còn chưa đủ số lượng vì không kịp đóng các bạn ạ. Vì sau khi đóng bên mình phải đóng khung nhà các bạn này, gửi nó mới an toàn chứ có phải là bó hàng như thế kia đâu, như kia là đồ nhẹ thôi. Còn những cái đồ cầm kềnh nha các bạn này, các bạn nhìn này, mình bó khung rất là vất vả luôn. Đây anh em thông cảm giúp mình, các bạn nhường hàng lâu một chút đi, còn thông cảm giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đóng hộ và tin tưởng. Anh em chào mấy anh em TikTok trở kênh của mình nhá. Cảm ơn anh em TikTok rất là nhiều luôn. Hôm nay thì kết thúc ngày thứ ba. Hiện tại thì hơn 20 đơn hàng đang đóng cho anh em gửi đi cả nước các bạn nhá. Rồi, hôm nay thì có mấy cái đơn đóng khung thì bên mình chưa xong được. Đấy, đây là chắn bùn các bạn này, rồi là đồ vỏ này, đây là đồ cảm biến cảm beo, rồi tất cả đồ phụ tùng. Đấy, anh em bên mình thì nó thập cẩm các bạn nhá, từ đồ chơi phụ tùng tất cả các thứ luôn. Anh em hay hỏi mình là em ơi mua hàng kiểu gì, kết nối với nhà mình ra sao, thì các bạn lưu ý là nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243861646, thì dùng duy nhất ba số điện thoại đó thôi, ngoài ra không dùng bất kỳ một cái Zalo nào khác ngoài hai số điện thoại này. Đây là hai số điện thoại cố định 15 năm nay rồi. Đấy, để tránh tình trạng lừa đảo, anh em nhớ inbox cho mình đúng hai số điện thoại đó. Đấy, và các bạn vào cái trang của mình là trang Facebook ở trên đầu kênh ấy, là cái trang buôn bán phụ tùng ô tô, hoặc là cái không phải trang buôn bán ô tô mà phụ tùng do Nhật Đức. Các bạn vào đó giúp mình. Đấy, để các bạn mua hàng như đặt hàng hoặc sản phẩm. Đấy, các bạn quan tâm các bạn vào đấy giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Và mình sẽ úp tất cả những cái video mình làm đồ đắp đồ cho anh em tham khảo, có gì mọi người ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá, phụ tùng ô tô Thành Đức. Cảm ơn anh em cộng đồng mạng rất là nhiều luôn. Hôm nay thì là kết thúc ngày thứ tư, mình đang đóng hàng gửi cho anh em đây. Hôm nay thì rất là nhiều đơn các bạn nhá, rồi đi muôn lơi. Đấy, hàng cộng kênh bên mình những người bình thường các bạn này, nó đồ chơi rồi phụ tùng ABC đầy đủ hết. Bây giờ anh em hỏi mình là chốt đơn bên mình làm gì thì các bạn vào cái trang fanpage của mình ấy, ở trên đầu kênh ấy, các bạn ấn vào đó, các bạn vào phần tin nhắn, các bạn cần sản phẩm gì các bạn nhắn tin giúp mình nhá. Đấy, và các bạn có thể liên hệ theo chúng mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243861646. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Các bạn lưu ý nha, vào đúng hai số điện thoại kia các bạn nhá, bây giờ đúng như mình, còn ngoài ra tất cả các số điện thoại khác là đều fake care lừa đảo các bạn đấy. Hôm nay thì rất nhiều đơn hàng gửi cho anh em nhá. Bên mình toàn là nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá, chứ không hề có cọc chèo trước nhá. Trừ anh em lấy ở gara các bạn chuyển khoản thì mình gửi cho các bạn xe khách để các bạn có thể tiện làm cho khách thôi. Còn 80% là anh em lái xe thì mình toàn gửi hàng nhá, kiểm tra thanh toán các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Anh em chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá. Phụ tùng ô tô Thành Đức. Hôm nay thì là một ngày rất là đẹp trời, nhưng mà hôm nay lại mưa các bạn ạ, thứ năm. Đấy, hôm nay thì bên mình có gom gần 20 đơn hàng gửi cho anh em cả nước. Đấy, hôm nay thì cũng đóng khung nước đào hàng cho anh em. Đấy, một số anh em đặt khung rồi che mưa chắn bùn rồi đồ chơi phụ tùng đầy đủ hết. Đấy các bạn nhé, anh em cũng hay hỏi mình là mua đồ bên phụ tùng Nhật Đức kiểu gì, thì các bạn giúp mình là mình có để cái đường link kênh Facebook của mình là phụ tùng ô tô Nhật Đức phía trên đấy. Các bạn mua thì các bạn vào đấy comment giúp mình ở trong cái tin nhắn, hoặc các bạn có thể inbox cho mình theo hai số điện thoại đây 38383 đó các bạn nhé. Đấy, các bạn trực tiếp qua cửa hàng mình mua mình. Đấy, bên mình thì 90% là đa số anh em nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đấy, các bạn nhé, thì anh em mua mình. Đấy, thì anh em rất nhiều luôn. Đấy, thì anh em nhớ đi mua mình nhá, điện thoại giúp mình hai số 3 và 38.
chào mừng anh em trở lại kênh của mình, chào mừng anh em cộng đồng trên cả nước trở lại kênh của mình, Tùng của tôi Nhật Đức. Hôm nay thì bên mình dồn đơn 20 đơn hàng gửi cho anh em trên cả nước các bạn nhá. Đầu tiên xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, anh em trên cả nước mua hàng của mình hay ủng hộ mình thì các bạn liên hệ cho mình theo số điện thoại 0978 23083 và 0978 23038, cũng như là 0243 861 6426. Nhà mình dùng duy nhất là chỉ có 3 số điện thoại duy nhất cố định trên toàn quốc và 15-16 năm nay rồi, không dùng bất kỳ số điện thoại thứ ba. Và hiện tại đây thì có rất nhiều các bạn lừa đảo, đưa các bạn sang một số điện thoại khác để lừa đảo, thì mong các bạn lưu ý là các bạn chỉ dùng cho mình hai số điện thoại đấy, hai cố định và một số máy ba. Các bạn có thể vào fanpage của mình là mình ghi ở trên cái đầu trang của mình ấy là Phụ Tùng tôi Nhật Đức, anh em inbox vào đó để mua hàng và có hỏi đáp mọi thắc mắc của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau, các bạn ủng hộ mình nhá và đúng Phụ Tùng tôi Nhật Đức. Chú ơi, cái đơn này đơn gì nhỉ? Cái này không có mã đơn này chú cũng hiểu rồi. Anh ơi, cái gì nhỉ? Biết cửa hay gì nhỉ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Chào mừng anh em trên kênh của mình. Hôm nay thì lại là một ngày mới, hôm nay là tuần mà Hà Nội thì mưa cả ngày các bạn ạ. Hôm nay thì cũng cố gắng đóng gần 20 đơn hàng cho anh em, hơn 10 đơn thôi, gần 15 đơn hàng gì đấy. Nhưng mà hôm nay thì rất là nhiều đơn, nhưng hôm nay thì các bạn thông cảm, hôm nay là các bạn cũng đã biết là mình live stream suốt cả buổi chiều làm cho anh trai chiếc xe X8 rồi bán đồ nữa, thành ra là hôm nay mưa Hà Nội không có thời gian để đóng hàng đấy. Hôm nay thì có mấy đơn đóng khung thôi, thì ngày mai bắt đầu mới đóng được nhiều hơn. Hôm nay thì mình trả cho anh em nhá, tầm khoảng 15-16 anh em thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, anh em mua hàng thì anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Đây Hà Nội bây giờ vẫn đang rất là mưa các bạn nhá, mưa giá giết cả ngày hôm nay luôn. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhá. Tôi đến anh em ủng hộ mình cho tôi là 0978 23083 và 0978 23083. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chào mừng anh em trải kênh của mình nhá, Phụ Tùng của tôi Nhật Đức. Hôm nay thì lại kết thúc một ngày mưa gió Hà Nội. Hôm nay thì bên mình cũng dồn đơn, và hôm nay thì rất tiếc các bạn ạ, có một số đơn hàng to thì không thể gửi cho mọi người được vì phải đóng khung. Một số anh em ở tỉnh xa trong miền Nam hoặc những cái vùng mà quá xa, các bạn thông cảm giúp mình nhá, vì hàng hóa nó đi rất là cồng kềnh, mà nhiều khi cồng kềnh ở bên mình phải đóng khung. Thế nha, hôm những hôm mưa này thì nhờ bên đóng khung họ không có thời gian đóng thì mới chậm mất một hai hôm, thì mong các bạn thông cảm rất là nhiều. Anh em TikTok trên cộng đồng cả nước thì yêu quý và ủng hộ mình đồ thì các bạn nhớ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại này các bạn nhé, 0978 23083 và 0978 23038. Các bạn vào đúng cái Phụ Tùng của tôi Nhật Đức, và các bạn inbox cho mình qua fanpage mà mình ghi mở đầu trang nhé, hoặc các bạn có thể inbox qua hai số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ đầu tuần. Thank you anh em rất là nhiều. Mọi người, chào mừng mọi người trên kênh của mình nhé. Hôm nay thì đang đem cảnh đóng hàng gửi cho anh em trên cả nước đây các bạn. Bên nhà mình thì các bạn biết anh đóng hàng rất là vất vả luôn, thì hàng nó đi chậm thì mong các bạn thông cảm rất là nhiều luôn. Đấy, đây các bạn này, công kênh này các bạn này. Đấy, mỗi một cái đơn hàng to là bên mình phải đóng khung, đóng gỗ như này để tránh tình trạng vỡ hàng rồi xuất mẻ, thế là rất là nguy hiểm. Thì mong bạn thông cảm rất là nhiều, nếu mà có đi chậm thì mong bạn thông cảm. Đó các bạn nhá. Sau đoàn nhà em ơi, anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại đây các bạn. Bạn phải đúng với Phụ Tùng ô tô Nhật Đức nhá, và liên hệ cho mình theo hai số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Thank you anh em rất nhiều, anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì chốt đơn ngày 5 giữa tuần, cũng đóng hàng gửi cho anh em đều đặn. Nhưng hôm nay thì khung to thì vẫn chưa đóng được, mai chỉ gửi cho anh em những đơn nhỏ nhặt thôi. Cảm lời tiên thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn lưu ý hiện tại có rất nhiều đơn vị mạo danh nhà mình và lấy cái biển quảng cáo nhà mình nhưng mà không phải là số điện thoại của nhà mình. Thì các bạn lưu ý là các bạn nhớ inbox cho mình theo hai số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038 thì mới đúng là số điện thoại nhà mình nha các bạn nhé. Đấy, ngoài ra đó thì không phải số điện thoại nhà mình. Đấy, rất nhiều các bạn bị mua nhầm cửa hàng hoặc bị lừa đảo trên mạng xã hội. Các bạn lưu ý giúp mình, các bạn vào đúng cái Phụ Tùng của tôi Nhật Đức, biển quảng cáo đàng hoàng chứ không phải là những kiểu lừa đảo không có tên tuổi gì cả. Sau đó các bạn có thể inbox cho mình theo vào fanpage của mình, hoặc có thể inbox cho mình theo số điện thoại của mình đọc vừa rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, Phụ Tùng của tôi Nhật Đức. Hôm nay thì đang đóng hàng gửi cho anh em, hôm nay là thứ hai đầu tuần, chúc các bạn có một tháng mới rất là tràn ngập niềm vui, cũng như là tràn ngập niềm vui các bạn nhé, cũng như là sức khỏe. Đây hôm nay thì rất là mệt các bạn ạ, hôm nay thì các bạn luôn là
điện thoại của mình full time suốt từ 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Anh em đặt hàng rồi cũng như là phải đóng hàng, trả lời tư vấn khách hàng. Đấy, kết thúc một ngày làm việc rất là mệt quá. Hôm nay thì nó gần 30 đơn hàng đi trước ngày hôm nay. Còn ngoài ra đó thì có những cái đơn hàng nó không cần thì bên mình chưa đóng được thì phải đóng khung. Thì anh em nào mà nhận bị chậm 1-2 ngày các bạn thông cảm giúp mình. Đấy các bạn nhá. Và ngoài ra đó thì các bạn nhớ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Đây là hai số điện thoại cố định của nhà mình. Anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức và các bạn liên hệ cho mình theo hai số điện thoại đó. Rồi. Đây các bạn. Đây là hàng mới về các bạn này. Đây tập kết hàng mới về rất là nhiều luôn. Trong này nữa. Cuối cùng thì hôm nay thì đóng hàng sớm chút các bạn ạ. Hôm nay thì mình đang đổi cái bên giao hàng đấy để kết hợp với một cái bên giao hàng nhanh hơn cho các bạn. Hôm nay thì mình đóng nó rất là mới đấy, so với cái đơn bình thường đấy, rất là nhanh đấy. Hôm nay thì tạm thời hôm nay như này nha các bạn nhé, hơn 20 đơn thôi, tạm thời như này đi. Và là mai mình xem tiếp, hôm nay hàng nó về rất nhiều, phải soạn hàng nữa, thành ra là soạn hàng rồi bê hàng nữa, thành ra nó hơi cập nhật. Hôm nay thì mình sẽ tạm thời là như này các bạn nhé. Đấy, tạm thời bên mình sẽ như này. Đó, đây tạm thời đấy các bạn. Đó, tạm thời hôm nay là bên này như này nè các bạn này. Đấy, hàng hóa gửi cho anh em này. À, anh em TikTok mà yêu quý ủng hộ mình thì các bạn vào cái kênh của mình nhá, là phụ tùng ô tô Nhật Đức ở trên đầu trang ấy, hoặc các bạn có thể vào lại cái đường link của mình trên đầu trang, hoặc anh em có thể vào trực tiếp hai số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 để anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thank you mọi người, chúc mọi người có một tối vui anh em nhá. Cuối cùng thì hôm nay thì đóng hàng sớm chút các bạn ạ. Hôm nay thì mình đang đổi cái bên giao hàng đấy để kết hợp với một cái bên giao hàng nhanh hơn cho các bạn. Hôm nay thì mình đóng nó rất là mới đấy, so với cái đơn bình thường đấy, rất là nhanh đấy. Hôm nay thì tạm thời hôm nay như này nha các bạn nhé, hơn 20 đơn thôi, tạm thời như này đi. Và là mai mình xem tiếp, hôm nay hàng nó về rất nhiều, phải soạn hàng nữa, thành ra là soạn hàng rồi bê hàng nữa, thành ra nó hơi cập nhật. Hôm nay thì mình sẽ tạm thời là như này các bạn nhé. Đấy, tạm thời bên mình sẽ như này. Đó, đây tạm thời đấy các bạn. Đó, tạm thời hôm nay là bên này như này nè các bạn này. Đấy, hàng hóa gửi cho anh em này. À, anh em TikTok mà yêu quý ủng hộ mình thì các bạn vào kênh của mình nhá, là phụ tùng ô tô Nhật Đức ở trên đầu trang ấy, hoặc các bạn có thể vào lại cái đường link của mình trên đầu trang, hoặc anh em có thể vào trực tiếp hai số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 để anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thank you mọi người, chúc mọi người có một tối vui vẻ. Hello anh em. Hôm nay cuối cùng thì cũng đã đóng xong hàng cho anh em nhá. Hôm nay thì về cái đơn cồng kềnh của bên mình vẫn chưa đóng xong khung được. Giờ này thì bên mình đang gửi một cái bên vận chuyển mới nhá. Thành ra là nó sẽ đi nhanh hơn cho các bạn, và thứ hai là đảm bảo hàng hóa hơn, tiến độ nhanh hơn, thì mong các bạn thông cảm giúp mình. Đấy. Hai ngày hôm nay thì mình đang đổi bên vận chuyển nha các bạn nhá. Đóng bên này thì nhanh hơn và đi nhanh hơn, như cẩn thận hơn. Hàng hóa thì ngày nào đều như mặt tranh gửi hàng cho anh em thôi. Có gì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 nhá. Anh em vào đấy ủng hộ mình. Và trên kênh của mình thì nó có cái fanpage mình ghi ở trên đầu trang ấy, thì có gì anh em vào đấy giúp mình nhá. Ok em, đấy tất cả rồi thôi em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Có gì mọi người ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Các bạn lưu ý nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại thôi. Đây là mấy anh em bên vận chuyển hàng rất là nhiệt tình luôn. Đấy, bên mình vừa khai thác ở cái đơn vị này, gửi hàng rất nhanh và cẩn thận. Đó, anh em nào mà đang làm về mảng kinh doanh mà muốn xin cái đường link của cái đơn vị này thì các bạn bảo mình nhá, mình sẽ gửi đường link cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay thì ngày mới. Em ơi cho xong rồi, em cho đi. Xong rồi, em cho đây này, em lấy tải ở nhà ấy, bảo chung cư tải ấy. Thế thì em cho thùng nước mưa đấy, có đất mã đơn đấy. Đây, hello anh em nhá, hôm nay ngày mới thì bên mình đang đóng hàng gửi cho anh em. Chiều đến thì bắt đầu trời đang mưa các bạn ạ, không hiểu sao, thì hôm nay trời đến mưa rất là to. Hôm nay thì, ok em. Em ơi, có cái này hàng giấy vỡ, anh ghi giấy vỡ đây nhá, để kiểm tra của anh với. Đúng rồi, đưa cho anh, ok, xong luôn. Có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083
và 0978 23038 cũng như là 0243 861 6426 các bạn nhé. Đây hàng hóa thì hôm nay đang vận chuyển cho mọi người đây các bạn. Đấy, hôm nay thì vẫn đang đóng hàng mà trời hiện mưa các bạn ạ, thành ra hôm nay mình không live stream. Đấy, thì anh em thì vào đúng fanpage của mình ở trên đầu trang bếp của mình ghim nhá, phụ thủ tôi Nhật Đức, anh em vào đấy có gì hỏi đồ cho mình trong đấy nhá. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhá, phụ thủ tôi Nhật Đức. Hôm nay là ngày cuối tuần này, chốt đơn hàng gửi cho anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, tin tưởng của mình. Đấy, hôm nay thì hiện tại đang chốt đơn. Anh em có hỏi mình là mua hàng bên mình như thế nào hoặc là chốt đơn ra sao thì các bạn liên hệ cho mình trực tiếp theo hai số điện thoại là 0978 23083 và 0978 2028, cũng như các bạn vào đúng cái fanpage của mình. Thế năm 2 giờ đánh sau à? Đấy, các bạn vào đúng cái fanpage của mình nhá. Fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức, và các bạn có thể xác trực tiếp cho mình theo hai số Zalo để mình chốt đơn hàng, hoặc các bạn có điện trực tiếp cho mình. Đấy, thì bên mình sẽ lên đơn và đóng hàng gửi cho anh em theo số điện thoại cũng như địa chỉ của các bạn. Em về bỏ hai cái đấy cho anh nhá. Lắm. Chúng em nó làm một đấy bó hơi ẩu. Anh xin, anh gặp em nhá. Thế đây là hai cái liền đúng không anh? Đúng rồi, ba cái đấy liền với nhau đấy. Cùng một đơn. Cùng một gương của anh một lần nữa thành đôi. Chứ lại. Anh gặp em nhá. Thank you em. Đấy, anh em đến cái cửa hàng của mình ấy, hoặc là các bạn cứ hỏi mình là mua hàng bên mình ra sao, rồi cũng như là chốt đơn như thế nào ấy, thì mình cũng nói luôn các bạn là các bạn vào fanpage của mình hoặc là liên hệ cho mình theo hai số điện thoại. Đấy là 0978 23083 và 0978 2038, cũng như là các bạn vào fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Sau đó thì bên mình sẽ gọi điện cũng như là chat của các bạn. Nếu các bạn chốt đồng ý thì các bạn gửi địa chỉ cho mình và số điện thoại thì mình sẽ gửi đóng hàng gửi cho anh em thôi. Đấy, trên mọi miền tổ quốc. Đấy, chứ còn không phải nhất thiết ở Hà Nội mà mình gửi tới toàn quốc luôn. Với anh em ở đâu là có thể mình sẽ gửi ở đấy luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Mọi người đi qua đây thì vào cùng mình đúng cái Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức các bạn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Hello anh em nhá. Hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng dồn đơn qua ngày hôm trước và hôm nay thì tổng cộng nó rơi vào tầm gần 40 đơn hàng đấy, gửi cho anh em trên mọi miền tổ quốc đấy. Ok em ơi, em cho hỏi cho anh đi. Rồi anh em có hỏi mình là mua hàng bên mình kiểu gì ấy, thì các bạn chỉ việc vào fanpage của mình thôi là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức hoặc là buôn bán Phụ Tùng Ô Tô cái buôn bán Phụ Tùng Ô Tô thì mình đã đổi thành cái link là Phụ Tùng Ô Tô rồi đấy, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức rồi đấy. Thì các bạn có gì các bạn vào fanpage của mình ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Chơi ở nhà chị. Chị đây mấy gái à? 4 gái. Nếu mà cái gương đấy thì hiện tại bên em đang hết rồi, mai chị ra chị lấy thôi chị ạ. Đang hết rồi, đang hết rồi chị ạ. Thôi đây mà xin đen cho đi. Đấy. Em cho xe xuống dưới đường này béo này, cho xe xuống dưới đường luôn đấy, xong em lùi xe này nguy hiểm lắm, lùi xe này nó đổ đấy, cho xe xuống dưới đường dựng ngang luôn thì em dựng xe phát là đi luôn. Đấy, ok anh em nhá. Có gì thì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083. Hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng đây, hàng mới về đây, vẫn đang phân lô ra để chia ra gọn gàng, còn đây là hàng đóng hôm nay cho anh em rất là nhiều đơn, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đó, ok cho anh em. Thứ hai thì luôn luôn là bận rộn các bạn. Đấy, anh em nhớ vào đúng cái Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức nhé. Các bạn đi qua đây thì các bạn vào đúng Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Còn nếu các bạn mua online thì các bạn nhớ vào fanpage của mình. Thế các em sao rồi chung? Hello anh em nhé. Hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng dồn đơn qua ngày hôm trước và hôm nay thì tổng cộng nó rơi vào tầm gần 40 đơn hàng đấy, gửi cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Đấy. Ok em ơi, em cho hỏi cho anh đi. Thì anh em có hỏi mình là mua hàng bên mình kiểu gì ấy, thì các bạn chỉ việc vào fanpage của mình thôi là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức hoặc là buôn bán Phụ Tùng Ô Tô buôn bán Phụ Tùng Ô Tô thì mình đã đổi thành cái link là Phụ Tùng Ô Tô rồi đấy, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức rồi đấy. Thì các bạn có gì các bạn vào fanpage của mình ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Chơi ở nhà chị. Chị đây mấy gái à? 4 gái. Nếu mà cái gương đấy thì hiện tại bên em đang hết rồi, mai chị ra chị lấy thôi chị ạ. Đang hết rồi, đang hết rồi chị ạ. Thôi đây mà xin đen cho đi. Đấy. Em cho xe xuống dưới đường này béo này, cho xe xuống dưới đường luôn đấy, xong em lùi xe này nguy hiểm lắm, lùi xe này nó đổ đấy, cho xe xuống dưới đường dựng ngang luôn thì em dựng xe phát là đi luôn. Đấy, ok anh em nhá. Có gì thì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978 23083. Hôm nay thì rất là nhiều đơn hàng đây, hàng mới về đây, vẫn đang phân lô ra để chia ra gọn gàng, còn đây là hàng đóng hôm nay cho anh em rất là nhiều đơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đó, ok cho anh em. Thứ hai thì luôn luôn là bận rộn các bạn. Đấy, anh em nhớ vào đúng cái Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức nhé. Các bạn đi qua đây thì các bạn vào đúng Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Còn nếu các bạn mua online thì các bạn nhớ vào fanpage của mình.
Thế đó đem sao ở chung? Anh em chào mình, em chuyện kênh của mình nhá, phụ tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì lại là một ngày kết thúc một ngày thứ ba đầu tuần. Hôm nay thì cũng gần 20 đơn hàng gửi cho anh em trên cả nước. Đầu tiên thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình cũng nói lại với các bạn luôn là hiện tại nhà mình dùng duy nhất là ba số điện thoại, đó chính là 0978823083 và 0978823088. Anh em mua bán gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại đó vào Zalo, cũng như là các bạn vào cái kênh của mình là phụ tùng ô tô Nhật Đức trên fanpage, thì các bạn có thể các bạn inbox cho nó để mua hàng. Chứ các bạn đừng liên hệ bất kỳ một số điện thoại thứ ba, tránh tình trạng các bạn lừa đảo, cũng như là mạng xã hội bây giờ rất là ghê gớm lừa đảo các bạn. Các bạn đi qua đây thì các bạn vào cửa hàng của mình, còn nếu các bạn ở xa thì các bạn inbox đấy, toàn bộ hàng hóa bên mình là gửi hàng, kiểm tra và thanh toán đấy, chứ không bao giờ bắt anh em phải cọc treo trừ những cái gì nó liên quan đến đồ cầm đồ máy thôi đấy. Ok nha các bạn nhé, có gì các bạn lưu ý cho mình. Cảm ơn anh em TikTok, hẹn gặp lại anh em TikTok ở video sau. Thôi, hàng hóa gửi buôn lời đây các bạn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Em chào mừng em trở kênh của mình nha, phụ tùng ô tô Nhật Đức. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Hà Nội rất là nóng tan chảy luôn. Hiện tại thì đang đóng hàng gửi cho anh em đi mọi miền Tổ quốc. Anh em lấy hàng thì anh em một mình nhá, theo số điện thoại là 0978 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
mình hộ mình và vào fanpage của mình. Đấy, anh em mua thì anh em vào cái fanpage đầu trang của mình nhá, để tránh tình trạng các bạn bị lừa đảo, các bạn nhớ vào những cái fanpage của mình nhá. Các bạn ơi, các bạn nhớ là các bạn mua thì các bạn vào đúng cái fanpage của mình nhá. Các bạn vào đúng fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Các bạn anh em mua hàng thì anh em nhớ vào đúng fanpage của mình nhá, là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức nhá. Đấy, và số điện thoại của mình thì mình ghi trên toàn hệ thống của mình rồi, tất cả các trang mạng xã hội nhà mình đều ghi số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Ngoài ra đó thì không dùng bất kỳ một số điện thoại nào số thứ ba các bạn nhé. Anh em lưu ý các bạn nhé, các bạn lưu ý là vào đúng ba số điện thoại đó, máy bàn và hai số điện thoại cuối chính là 883, không dùng bất kỳ điện thoại số nào khác cả. Đấy, anh em mua hàng hay đặt tiền thì các bạn vào fanpage của mình. Các bạn lưu ý là nhà mình là sẽ nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, không bao giờ anh em phải cọc chèo nhé. Trừ anh em nhận hàng trong ngày gửi bằng xe khách thôi, thì các bạn liên hệ cho mình theo hai số điện thoại đó để các bạn có thể mua hàng và chuyển khoản thì mình sẽ gửi hàng. Còn nếu các bạn mà đặt hàng ship code thì bên mình sẵn sàng là gửi hàng, kiểm tra, thanh toán đúng sản phẩm thì các bạn mới phải thanh toán tiền. Ngoài ra đó là không bao giờ các bạn cọc chèo cả. Đấy, vì rất nhiều các bạn đã bị trên mạng xã hội người ta lừa đảo. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều đối tượng lừa đảo lấy cái kênh nhà mình hoặc lấy ảnh nhà mình, nhưng mà không phải số điện thoại của nhà mình lừa các bạn. Thì mong bạn thông cảm và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc bạn có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc cũng như là tràn ngập niềm vui. Hello anh em, chào mừng em trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì chiều nay định livestream thôi, nhưng mà các bạn biết này, đường rất là đông này. Hôm nay không hiểu sao ấy, từ mới có thứ ba đúng không, thứ ba đầu tuần mà đường đã tắc từ trên cao, tắc cả đường dưới, tắc gần 2 tiếng các bạn nhé, tắc gần 2 tiếng rồi mà không hiểu lý do vì sao luôn. Đấy, các bạn ạ, tắc gần 2 tiếng rồi. Đấy, hôm nay định livestream quay đồ các bạn, đóng hàng rồi anh em mà mua đồ coi, nhưng mà toàn bị tắc đường qua, mọi người cũng qua được. Hôm nay thì bên mình cũng đóng hàng, mà trưa hôm nay thì livestream gần 3 tiếng rồi, các bạn biết là lắng vào mình cũng mệt đấy, thành ra là các bạn thông cảm. Hôm nay mình cũng livestream vào cũng đóng hàng, thì hôm nay thì cũng gần 20 đơn hàng gửi cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. À, còn những đơn hàng mai bên mình đóng gốc thì thật sự hôm nay thì tôi xin lỗi các bạn là quá mệt, thành ra là không đóng như đơn cồng kềnh, mà chỉ mình đóng như đơn gọn nhẹ thôi. Đấy, hàng hóa bên mình đợt này gửi rất là nhanh, chào anh em nhé. Đấy, anh em chỉ việc là nhận hàng, kiểm tra, thanh toán, không cần phải cọc chèo bất kỳ người nào luôn, trừ những cái đơn cồng kềnh những máy móc hay là gầm bệ thì chắc chắn các bạn phải cọc rồi, vì tránh tình trạng các bạn vào các bạn không nghe máy thì để cho bên mình đỡ mất thời gian và đôi bên cùng vui vẻ. Đấy, thì các bạn lưu ý là các bạn chỉ liên hệ duy nhất hai số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Đấy, bên mình là gửi hàng toàn quốc luôn, xuyên toàn quốc các bạn, bất kỳ ở đâu thì bên mình gửi hàng. Đấy các bạn nhá, đây hàng hóa vẫn đang tập kết đây để đóng cho anh em, rất nhiều hàng cứ bán cho lại nhập, bán cho lại nhập. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Mọi người đi qua đây thì mọi người vào Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức biển màu vàng, và có số điện thoại của mình 8338. Đấy, còn anh em ở xa thì anh em ủng hộ cho mình vào kênh của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức, còn tất cả những kênh của mình đều có hai số điện thoại, không dùng bất kỳ một số điện thoại di động thứ ba, mặc dù Zalo của mình, vợ mình đầy hết rồi, nhưng mà mình vẫn chat với mọi người bình thường các bạn nhá, chứ không hề có tình trạng mà là Zalo đầy rồi không chat được, mình vẫn chat bình thường thôi. Đấy anh em nhá, anh em nhớ lưu ý giúp mình là 0978 23083 và 0978 23083. Thank you mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá các bạn nhá. Chúc các bạn có một buổi chiều, buổi tối vui vẻ. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì là một ngày mới đây các bạn, bên mình lại tiếp tục đóng hàng, gửi hàng cho anh em buôn lơi. Anh em vẫn hay hỏi mình là mua hàng bên Nhật Đức kiểu gì, thì các bạn vào trang fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức và liên hệ cho mình theo đúng hai số điện thoại di động cố định thôi.
đó chính là 0978823083 và 0978823038. Nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại đó ra được anh em trên toàn hệ thống và toàn quốc. Tất cả các fanpage, fan cá nhân rồi tất cả các mạng trang xã hội nhà mình đều dùng bằng hai số điện thoại đó gần 20 năm nay rồi. Thì anh em vào đó chốt đơn hàng cho mình và các bạn có thể nhắn tin trực tiếp Zalo, Facebook hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của mình để anh em chốt đơn hàng. Sau khi các bạn chốt đơn hàng xong thì các bạn chỉ việc đợi hàng và nhận hàng, kiểm tra thanh toán các bạn nhé, không cần phải cọc chèo bất kỳ người nào. Còn anh em nào mà muốn mua hàng trong ngày thì các bạn liên hệ cho mình theo hai số điện thoại đó 83 và 38, bất kỳ không dùng bất kỳ số điện thoại thứ ba. Để tránh tình trạng các bạn bị lừa đảo trên mạng xã hội thì các bạn liên hệ cho mình theo hai số điện thoại đó để các bạn được mua hàng và được hướng dẫn cũng như là các bạn cần hỏi đáp cái gì đó thì bên mình sẽ đáp các bạn. Đây, hàng hóa bên mình vẫn đang tập kết đóng, anh em gửi lên chiều đến các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Anh em đi qua đây thì vào một số Việt Đức, còn nếu bạn ở tỉnh xa thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo hai số điện thoại đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Anh em vô một mình nha các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ các bạn nhé. Thank you anh em. Đây, hello anh em. Hôm nay thì bên mình đóng hàng sớm các bạn nhé. Gửi hàng cho anh em rất là sớm luôn. Thì hôm nay thì hôm qua thứ 6 ấy bị dồn hàng. Thì hôm qua bán hàng đông quá không kịp gửi hàng cho anh em, thì hôm nay thứ 7 bên mình dồn hết tất cả đơn đóng cho anh em đến bây giờ là 3 giờ chiều các bạn nhé. Đấy, và từ đây đến chiều thì bên mình vẫn đóng tiếp hàng cho anh em. Đấy, hiện tại thì đây là hơn 20 đơn hàng, gần 30 đơn hàng. Đấy, bị dồn ngày hôm qua, ngày hôm nay. Anh em mua hàng, anh em hay hỏi mình là liên hệ với Nhật Đức mua hàng cần gì rồi ra sao, thì các bạn yên tâm là các bạn vào cái fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức và các bạn liên hệ cho mình theo cố định là ba số điện thoại, hai số di động là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243861646. Nhà mình dùng duy nhất là ba số điện thoại đó để giao dịch anh em trên toàn hệ thống và toàn quốc. Đấy, các bạn không bao giờ giao dịch bất kỳ một loại số thứ ba, không bao giờ có tình trạng là máy bận hoặc là máy hết pin và ABC các bạn nhé. Đấy, tránh tình trạng lừa đảo, các bạn liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại di động đó và Zalo cũng hai số đó luôn. Đấy, thì các bạn yên tâm là bên mình, nhà mình là gửi hàng, kiểm tra và thanh toán. Anh em không cần cọc chèo bất kỳ gì cả. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bạn nhé. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Còn anh em mà qua tuyến đường nhà mình thì các bạn vào đúng Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức kiểm ủng hộ mình. Đấy, Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức đây. Còn nếu mà anh em mà ở xa thì các bạn có thể liên hệ với mình vào fanpage của mình. Fanpage là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức đấy. Facebook là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Anh em hôm nay thì là nhà ngoài mới đang đóng hàng gửi cho anh em mọi nơi nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ tuyến đường. Đó. Ok em ơi, xong rồi em ơi. Đây, thì bên mình hiện tại bây giờ bên mình đang đóng hàng gửi cho anh em các bạn nhé. Đó, cuối ngày thì ngày nào thì các bạn xếp quản chúng ta lấy hàng và gửi cho anh em đi muôn nơi. Anh em rất hay nhiều anh em hỏi mình là mua hàng bên Nhật Đức kiểu gì ấy, thì mình muốn xin trả lời lại các bạn qua livestream cũng như là cái video của mình, là các bạn vào cái fanpage của mình là fanpage là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức đấy. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại đó, Zalo, Facebook, tất cả mạng xã hội nhà mình, kênh của nhà mình hiện tại có hơn một, nói chung là tổng cộng lại thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 100.000 người theo dõi. Thì nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại đó, không dùng bất kỳ điện thoại số thứ ba. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Đấy, nhà mình dùng duy nhất là hai số điện thoại thôi, vì hiện tại bây giờ có rất nhiều các đơn vị lừa đảo, đối tượng kẻ gian lừa đảo lấy cái ảnh avatar nhà mình lừa các bạn để chuyển khoản, các bạn chuyển khoản. Thì các bạn lưu ý giúp mình là không hề có chuyện đó, và nhà mình là đa số là 80% là anh em mua hàng, kiểm tra và thanh toán, không cần phải cọc chèo bất kỳ gì nào cả luôn. Đấy các bạn nhé, các bạn lưu ý nhà mình không cần các bạn cọc chèo, trừ anh em khách quen thôi, à, khách lạ mà anh em mà cần đại khái như là lấy hàng trong ngày thì các bạn phải chuyển khoản mình cho khách mình gửi thôi. Còn các bạn nếu mà đi qua đây, bạn vào càng của hộ mình. Đấy các bạn nhé, các bạn nếu các bạn mua hàng, các bạn chốt hàng thì các bạn vào fanpage của mình là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức hoặc cũng như là Facebook cá nhân là Phụ Tùng Ô Tô Nhật Đức. Các bạn có thể gõ hai số điện thoại cố định là 0978823083 và 0978823038 thì các bạn sẽ thấy tất cả các trang mạng xã hội nhà mình, trang fanpage này, rồi là trang cá nhân này, rồi Zalo, Facebook, rồi TikTok, rồi là chung là YouTube. Tất cả mạng xã hội nhà mình đều dùng hai số điện thoại này để kết nối với anh em. Thế nên là không có tình trạng là các bạn gửi tiền mà mình không gửi hàng các bạn nhé. Thì các bạn đã bị đối tượng lừa đảo rồi. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chiều đến đang đóng hàng cho anh em này. Hiện tại trời đang rất là đêm rồi. Thì hôm nay thì vẫn đang đóng hàng cho anh em. Vì hôm nay thì nó bị dồn đơn rất là nhiều hàng, đóng rất là cập dập. Thế nên là anh em đang tập trung đóng hàng cho mọi người. Đó. Nhiều anh em cứ hỏi bên mình là anh mua hàng bên Nhật Đức ra sao, thì chốt đơn như thế nào. Thì bên mình ấy, thì các bạn chỉ việc là nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Nhận hàng, kiểm tra, để thanh toán qua shipper. Đấy, hoặc qua các đơn vị mình vận chuyển về cho các bạn tận tay, tận nhà luôn.
anh em nếu mà rảnh anh em có thể lắp trên xe, ok, trả tiền bằng ship. Đấy là vấn đề là ship ta đợi được, không có các bạn thông cảm cho mình là các bạn cứ lấy hàng, nếu sai trái bên mình đổi hoàn trả các bạn. Còn những sản phẩm nào bảo hành thì các bạn yên tâm, ở nhà mình ở đây không chạy đâu được mà sợ. Đây là cửa hàng và nhà cũng là mười mấy năm rồi, gần 25 trời rồi, nên là không chạy đâu sợ được. Anh em cứ có thể ủng hộ mình theo fanpage của mình hoặc liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978283. Ngoài ra đó thì bên mình không dùng bất kỳ số điện thoại nào khác, tất cả số điện thoại khác là đều là lừa đảo mạo danh nhà mình, các bạn lưu ý nhá, các bạn lưu ý giúp mình nhá. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đấy, hôm nay là bạn. Hello anh em nhé, hôm nay thì ba đầu tuần rất là nhiều hàng luôn. Full time hôm nay thì hơn gần 40 đơn hàng gửi cho anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Em ơi, không em ơi, nhớ anh em cũng hỏi mình là bên mình chốt đơn hàng như thế nào, rồi mua hàng bên mình như thế nào, thì xin thông báo các bạn là bên mình thì có tất cả là hai số điện thoại cố định là 0978823083 và 0978823038. Và bên mình thì các bạn có thể vào trực tiếp hai số điện thoại của mình, số vừa rồi mình đọc đây, hai số điện thoại của mình kia các bạn. Đấy, ở bên trong đây các bạn vào trực tiếp hai số điện thoại của mình và là Zalo của mình hai số đó, và các bạn có vào fanpage của mình, mình sẽ chốt qua fanpage các bạn nhé. Có gì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại đó và các bạn chốt cho họ, khi chốt xong thì các bạn chỉ việc là kiểm tra nhận hàng và thanh toán. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok anh em. Đây, hello anh em nhá. Hôm nay thì lại tổng kết ngày thứ tư, rất là nhiều hàng gửi cho anh em luôn. Nhận hàng các bạn nhé. Đây, hàng hóa thì ngày nào các bạn nhé, cứ đến tầm này là bên mình sẽ đóng hàng gửi cho anh em, gửi đi muôn nơi luôn. Các bạn ở đâu, tỉnh thành nào, bất kỳ ở nơi nào thì bên mình cũng gửi được hàng, kể cả từ cuối miền Tổ quốc luôn, Cà Mau, kể cả biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, bên nhà mình vẫn gửi được bình thường các bạn nhé. Đấy, một số bác hỏi là gửi xa có gửi được không thì gửi bình thường các bạn. Anh em kể cả mua ở ngoài Hoàng Sa, Trường Sa, thậm chí là Cà Mau, cuối vùng miền Tổ quốc thì bên mình vẫn gửi hàng bình thường. Đấy, bên mình đóng hàng, gửi hàng rất chắc chắn luôn. Anh em nhé, có gì thì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038, cũng như là 0243861646. Bên mình thì là anh em chỉ việc nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Các bạn lưu ý là các bạn vào đúng cái fanpage của mình nhé. Fanpage cái trang của mình phải có hai số điện thoại đó mới chính xác là fanpage của mình, còn ngoài ra tất cả các trang khác lừa đảo bạn hết, không dùng bất kỳ số điện thoại nào khác ngoài hai số điện thoại đó. Đấy, anh em lưu ý giúp mình nhé. Đấy, hôm nay thì cũng nhìn nhàng hơn 20 đơn hàng, gần 30 đơn gửi cho anh em trên cả nước. Đấy, vì một số đơn hàng mà cuối ngày chiều thì mình hay nhắn tin cho anh em qua tin nhắn số điện thoại 83, còn ngoài ra đó thì các bạn nào không nhận tin nhắn thì có nghĩa là hàng các bạn hôm nay chưa gửi đi được vì hàng mình thiếu, hoặc có nghĩa là mình chưa gom được hàng, thì có gì anh em vào chuyến sau ngày mai. Anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Em trai là gì? Cái cậu ngủ vào hai đầu ấy. Sao em? Bảo vào nắp phải làm mỗi 5 phút rồi. Ôi giời ơi. Hôm nay em đi sớm. Lắp xe gì? Con Honda 70 ấy. Về rồi. Nó về nó nghỉ đi bóng rồi. Em lắp lấy đi. Em không biết lắp. Cái đấy anh em nó dễ mà, cứ cho một mắt một lửa thôi. Như nào? Honda D70.